Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Quý vị thân mến, dân gian thường truyền miệng rằng cơm không rau như đau không thuốc. Một đĩa rau luộc xanh tươi trên mâm cơm, nhất là vào những ngày hanh khô, oi bức, chắc hẳn hợp khẩu vị với rất nhiều người trong chúng ta phải không nào? Không chỉ vậy, rau luộc lại còn là món ăn dễ làm và không tốn thời gian chế biến. Do đó, ngay cả những cô nàng vụng về nhất cũng có thể nấu được món ăn đơn giản này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không phải loại rau nào cũng nên luộc, bởi khi luộc một nửa chất dinh dưỡng trong rau sẽ bị mất đi, đặc biệt là những loại rau sau đây, nếu luộc lên thì chẳng khác nào bạn đang lãng phí những loại thần dược, sẽ chẳng còn chất dinh dưỡng gì, không thu được nhiều lợi ích sức khỏe, lại còn tự rước thêm bệnh vào người. Vậy những loại rau nào thì chúng ta không nên luộc và làm thế nào để giữ được dưỡng chất khi chế biến rau xanh? Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay nhé. Năm loại rau bạn tuyệt đối không nên luộc, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, làm mất đi giá trị dinh dưỡng có trong rau. Đầu tiên, đó là rau bông cải xanh. Các bạn có thường xuyên ăn loại rau này hay không? Bông cải xanh cực kỳ tốt cho sức khỏe, gần như được xem là một siêu thực phẩm mà thiên nhiên đã trao tặng. Có chứa các loại vitamin như vitamin A, vitamin C và các chất dinh dưỡng như sắt, protein và canxi. Tuy nhiên, các chất này sẽ chẳng còn bao nhiêu khi bạn luộc rau lên. Vì vậy, thay bằng luộc, bạn có thể xào nấu thành những món ăn khác, mang đến nhiều giá trị dinh dưỡng cho cả gia đình. Thứ hai, đó là các loại đậu, củ. Đậu Hà Lan, đậu que, cà rốt là một trong những loại họ đậu và củ mà bạn không nên luộc lên, bởi nếu không thì chỉ còn như ăn bã mà thôi. Thay vào đó, bạn nên lựa chọn phương pháp hấp lên nếu như muốn giữ nguyên hương vị của thực phẩm. Theo các chuyên gia, thay vì luộc, chị em nội trợ nên chọn phương pháp hấp hoặc nướng. Nếu buộc phải luộc, nên luộc trong thời gian ngắn, giảm lượng nước và tận dụng nước luộc để nấu những món ăn khác. Chỉ có như vậy thì sẽ sử dụng tối đa chất dinh dưỡng có trong những loại rau này. Thứ ba, đó là rau bắp cải. Có thể nói đây là món ăn quen thuộc, yêu thích của chúng ta. Một đĩa trứng luộc rằm mắm thì không thể nào thiếu được đĩa bắp cải luộc bốc khói nghi ngút. Tuy nhiên, đây là món không bao giờ nên luộc. Dù đây là một loại rau có lượng vitamin nhiều hơn so với những loại rau củ khác, đặc biệt lượng vitamin A và vitamin P có trong rau bắp cải khi kết hợp với nhau sẽ giúp thành mạch máu bền vững hơn, đồng thời bắp cải còn chứa vài chất chống ung thư. Do vậy, khi luộc lên rồi, bắp cải sẽ chẳng còn chất dinh dưỡng như bản chất của chúng nữa. Thậm chí đôi khi chúng ta luộc quá nhừ còn ảnh hưởng đến khẩu vị và sức khỏe, khiến cho chúng ta rước thêm bệnh vào người. Thứ tư, đó là cải bó xôi, rau chân vịt. Cải bó xôi có chứa đến 35 vitamin và khoáng chất thiết yếu. Do vậy, cải bó xôi giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, sáng mắt, ngừa thoái hóa điểm đen, đủ thủy tinh thể, bổ máu, tốt cho xương, răng và chống oxy hóa. Khi bạn luộc rau này lên, lượng chất dinh dưỡng trong chúng sẽ giảm đi đáng kể. Thậm chí đôi khi bạn luộc sai cách và cho quá nhiều nước còn khiến cho rau đổi chất, gây hại đến sức khỏe cho cơ thể của chúng ta. Thứ năm là rau cải xoăn. Không chỉ là một món ăn ngon, cải xoăn còn có rất nhiều chất dinh dưỡng như canxi, kali và các loại vitamin. Luộc cải xoăn đồng nghĩa với việc bạn đã vứt đi hầu hết chất dinh dưỡng có trong chúng. Các bạn thân mến, hàng ngày cơ thể chúng ta cần một hàm lượng vitamin cần thiết cho các hoạt động sống của cơ thể và bảo vệ, nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Bên cạnh việc sử dụng các viên uống vitamin tổng hợp thì rau xanh và trái cây tươi cũng là một nguồn cung cấp vitamin vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hàm lượng vitamin trong rau xanh sẽ bị mất đi nếu chúng ta không biết chế biến đúng cách. Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ hướng dẫn các bạn mẹo giữ vitamin trong quá trình chế biến rau xanh như sau. Đầu tiên, đó là lựa chọn rau xanh giàu vitamin. Việc lựa chọn rau xanh tươi ngon, đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng và vitamin cần thiết đóng một vai trò rất quan trọng. Chính vì thế, chị em nội trợ nên chọn rau phải tươi, không bị dập nát, không có mùi lạ, lá rau xanh nõn, không có lá vàng, lá úa. Và tốt nhất bạn nên mua ở cửa hàng có kiểm tra của các cơ quan chức năng cấp chứng nhận rau sạch an toàn. Một số lưu ý trong quá trình lựa chọn các loại rau phổ biến để đảm bảo hàm lượng vitamin cụ thể như sau. Dưa leo. Bạn nên chọn quả to, thuôn dài, bề mặt da xù xì như nổi gai, có màu xanh trắng và cuống dưa tươi. Bắp cải. Chọn những bắp chắc, nặng hơn so với những bắp cải cùng kích cỡ, cuống nhỏ và xanh, lá bên ngoài cuốn chặt, các lớp lá bóng có màu từ trắng đến xanh. Xà lách, nên chọn loại lớp lá xanh bên ngoài có màu xanh nõn, mượt, còn nhựa là rau mới hái, lá dày và cuống to. Rau cần, bạn nên chọn loại ít rễ, lá màu xanh, cộng rau non trắng và cuống lá dày. Rau muống, nên chọn mớ rau phẳng, khi ngắt cuống có vệt nhựa ứa ra là rau mới hái, còn rau muống mà hai đầu ngóc lên trên là rau hái từ hôm qua, rất dễ bị ôi và mất đi hàm lượng vitamin.
cà rốt. Chọn củ màu sáng, còn cứng, không quá to, củ thuôn dài, tròn đều, cuống lá nhỏ và lá xanh tươi. Cải thảo, nên chọn những cây có màu trắng, nặng và các lá cuộn chặt với nhau. Thứ hai là cách bảo quản, sơ chế rau xanh để đảm bảo giữ được hàm lượng vitamin có trong rau. Rau tươi mua về cần được bảo quản trong chỗ thoáng khí, mát và khô ráo. Nên mua một lượng rau vừa đủ, ăn trong khoảng từ 1 đến 2 ngày, chứ không nên mua nhiều rau một lần. Rửa sạch rồi bảo quản trong tủ lạnh sẽ làm cho hàm lượng vitamin giảm dần. Nếu bạn ăn rau vườn nhà, nên hái ngay trước khi nấu để đảm bảo hàm lượng vitamin có trong rau vẫn được giữ nguyên. Để rau tươi ngon, bạn nên hái rau vào buổi sáng, không nên hái vào buổi trưa hoặc buổi chiều. Hương vị của rau sẽ kém ngon hơn. Nhiều loại rau bạn hái vào buổi chiều ăn sẽ có vị chát. Đặc biệt, bạn nên rửa sạch rau trước khi thái nhỏ, vì nếu thái rồi mới rửa thì một số loại vitamin sẽ bị tan nhiều trong nước. Khi rửa rau, bạn cần rửa từng cọng một trong một chậu nước lớn hoặc rửa rau dưới vòi nước chảy để loại bỏ các chất bẩn, ký sinh trùng, trứng giun, hóa chất độc hại còn lưu lại trên rau. Thứ ba là cách giữ hàm lượng vitamin có trong rau xanh qua quá trình chế biến. Đối với món luộc, bạn cho một lượng nước vừa đủ ngập mặt rau, thêm vào nước một chút muối và đậy nắp kín. Một chút muối sẽ giúp giữ được màu xanh của rau, đun lửa to và đậy nắp kín sẽ giảm tối thiểu lượng vitamin bị hao hụt. Nên bỏ rau vào luộc khi nước đã sôi, vì bỏ ngay từ lúc nước lạnh sẽ mất đi phần lớn lượng vitamin. Ví dụ như khoai tây, bỏ vào nước lạnh mất tới 40% vitamin C. Trái lại, khi bỏ vào nước sôi chỉ mất đi 10%. Không khuấy trộn rau quá nhiều trong quá trình luộc vì sẽ làm lượng vitamin C bị phá hủy. Đối với món xào, các món xào sẽ giúp bạn giữ được hàm lượng vitamin tốt hơn nhờ có lớp mỡ bao bọc bên ngoài. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý, nên để lửa to và đảo nhanh rồi ăn nóng. Không nên xào rau với lửa nhỏ. Quá trình bạn đảo rau nhiều lần sẽ làm mất đi hàm lượng vitamin có trong rau. Không nên chế biến sẵn rồi đem lên bếp hầm lại vì lượng vitamin trong rau sẽ bị mất đi rất nhiều. Đối với món canh, bạn nên sử dụng một lượng nước ngập mặt rau, nêm sẵn gia vị, đừng quên cho muối vì nó sẽ làm rau xanh hơn. Khi nước sôi, bạn cho rau vào, đảo nhẹ cho rau chín đều và không được khuấy rau quá nhiều. Nên ăn nóng thì sẽ giữ được hàm lượng vitamin tốt hơn. Đối với các món ăn chế biến từ rau xanh, bạn nên ăn nóng sẽ hấp thu được nhiều vitamin hơn. Nếu bạn để nguội khoảng 1 tiếng đồng hồ, hàm lượng vitamin sẽ giảm đi 15%. Và việc bạn hâm nóng lại thức ăn sau khi món ăn đã nguội hẳn thì lượng vitamin đã mất đi đến 90%. Vitamin C bị phá hủy trong môi trường kiềm mạnh hơn. Do vậy, khi xào nấu các thực phẩm có chứa nhiều vitamin C như rau hẹ, rau cần, rau muống và ớt chuông, nên cho thêm một ít chất chua như giấm, chanh, khế để đảm bảo cho vitamin C được bảo quản tốt. Trong khi đó, vitamin A lại dễ bị phá hủy trong môi trường axit. Vì vậy, nếu là loại rau có nhiều vitamin A như cà chua, cà rốt, ớt thì không nên cho thêm các chất chua vào. Quý vị thân mến, trên đây là mẹo giữ vitamin trong quá trình chế biến rau xanh rất hiệu quả mà chị em nội trợ nào cũng cần nghiên cứu và tham khảo để đảm bảo hàm lượng vitamin hoàn toàn tối đa trong quá trình chế biến rau xanh nhằm bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Chúc các bạn luôn là những người nội trợ đảm đang, thông minh và khéo léo nhé. Tuy nhiên, Sống Khỏe Mỗi Ngày cũng muốn lưu ý các bạn rằng bên cạnh những loại rau không nên nấu chín kỹ quá thì cũng có những loại rau chúng ta tuyệt đối không được ăn tươi sống, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cụ thể đó là những loại rau sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn thân mến, việc ăn sống hay nấu chín các loại rau có liên quan mật thiết đến chất dinh dưỡng có trong rau. Một số loại rau cần được ăn sống để giữ lại vitamin, nhưng một số loại rau nếu ăn sống sẽ không thể hấp thụ chất dinh dưỡng, thậm chí còn rất dễ gây ra ngộ độc. Cụ thể như sau. Đầu tiên, đó là các loại rau họ cải. Các loại rau họ cải như bắp cải, súp lơ, cải thảo có chứa nhiều chất chống oxy hóa và cũng là nguồn chất xơ phong phú. Tuy nhiên, loại rau này khi ăn sống sẽ gây ra đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy hoặc khó tiêu, làm gia tăng gánh nặng cho dạ dày, dẫn đến tình trạng đau dạ dày trở nên nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, những loại rau này cũng có chứa một hàm lượng nhỏ goitrogen có tác dụng chống oxy hóa nhưng lại làm cản trở khả năng hấp thụ iốt, gây ra bệnh biếu cổ. Do vậy, nên nấu chín trước khi ăn để loại bỏ chất có hại cho cơ thể. Thứ hai là các loại củ. Không nên ăn sống những loại củ như khoai tây, khoai mì. Trong khoai tây có chứa lượng tinh bột lớn, nếu ăn sống sẽ rất khó hấp thụ, gây đầy hơi, khó tiêu. Lâu ngày sẽ dẫn đến các bệnh về đường tiêu hóa, đau đầu và buồn nôn. Củ khoai mì sống có chứa chất giải phóng cyanide, khi ăn có khả năng gây ra tử vong. Do đó nên rửa kỹ, gọt vỏ và nấu chín trước khi ăn.
sử dụng khoai tây làm món ăn sống sẽ khiến cho lượng tinh bột trong khoai tây khó hấp thụ, ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa. Ngoài ra, củ mã thầy cũng là loại củ nên bỏ vỏ, rửa sạch, sau đó xử lý qua bằng nước sôi trước khi ăn. Như thế vừa có thể đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm mà vẫn có thể giữ được nguồn dinh dưỡng của nó. Thứ ba là một số loại rau thủy sinh. Các loại rau thủy sinh như rau cần, rau muống, củ ấu được trồng ở những vùng nước đầm lầy và thường bị một loại ký sinh trùng sán lá ruột lớn. Do vậy, nếu bạn ăn sống sẽ rất dễ bị loại sán này ký sinh vào trong người. Khi chúng đi vào cơ thể chúng ta sẽ ký sinh và sản sinh khiến bạn có cảm giác bị đau bụng, tiêu chảy, thậm chí là viêm gan, viêm phổi hay xơ gan khi chúng tấn công các bộ phận này. Đặc biệt, nếu rau được trồng ở những khu vực bị ô nhiễm nguồn nước hay không khí, chúng sẽ bị nhiễm độc và khi ăn sống, bạn sẽ bị ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Thứ tư, đó là các loại nấm. Không nên ăn sống các loại nấm. Đối với các loại này, cần được nấu chín lên để hàm lượng kali trong nấm sẽ tăng lên, có lợi cho sức khỏe của bạn. Bên cạnh đó, khi ăn sống nấm có thể sẽ gây ra ngộ độc nếu bạn chọn nấm không cẩn thận và mua phải nấm độc. Nếu chế biến lên, chất độc sẽ giảm đi và mức độ ngộ độc sẽ giảm được độ nguy hiểm cho bạn. Và cuối cùng, thứ năm, đó là cà chua xanh. Cà chua là loại rau quả rất giàu vitamin C và bổ dưỡng. Nếu muốn sử dụng cà chua hiệu quả nhất, đặc biệt trên phương diện chống oxy hóa và ngăn chặn bệnh ung thư, các bệnh mãn tính thì bạn nên nấu chín cà chua. Vì khi ăn sống, bạn sẽ không hấp thụ được chất chống oxy hóa có trong quả cà chua. Nếu ăn cà chua xanh sống thì không những bị ngộ độc mà nguy cơ sẽ đe dọa đến tính mạng của bạn là rất cao. Vì trong cà chua xanh có chứa lượng độc tố rất lớn, nó có thể gây ra tử vong cho bạn khi lượng độc tố trong cơ thể vượt quá mức cho phép. Quý vị thân mến, với những loại rau vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng lại có công dụng chữa được nhiều căn bệnh nguy hiểm và kéo dài tuổi thọ, vậy thì còn lý do gì để chúng ta lười ăn rau đúng không ạ? Các bạn hãy bổ sung rau vào thực đơn hàng ngày ngay từ hôm nay nhé, và cũng lưu ý những loại rau không nên luộc mà chúng tôi vừa kể ở phần đầu chương trình nhé. Chúc quý vị sẽ luôn có một sức khỏe tốt và thật nhiều năng lượng mỗi ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.